Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đứng trước yêu cầu về một mẫu tàu ngầm hạt nhân mới, có thể tạo đối trọng với lớp Ohio của người Mỹ, Liên Xô đã quyết định phát triển một mẫu tàu ngầm, có khả năng mang theo số lượng lớn tên lửa đạn đạo liên lục địa, và có thể hoạt động độc lập trong ít nhất 120 ngày. Đây chính là tiền đề, để tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược của Liên Xô ra đời, và nó đã phá vỡ nhiều kỷ lục của tàu ngầm hạt nhân trên thế giới lúc bấy giờ. Kế hoạch phát triển tàu ngầm mới được Liên Xô định danh là đề án 941 Akula, có nghĩa là cá mập xám. Cái tên Typhoon là do NATO đặt ra khi họ phát hiện sự tồn tại của Akula, Typhoon có nghĩa là cơn bão. Vậy tàu ngầm này có gì để NATO phải gọi nó như vậy? Hãy cùng Hightech Amazing tìm hiểu trong video này nhé! Chiếc đầu tiên trong lớp Typhoon được hạ thủy ngày 12 tháng 12 năm 1981. Kể từ khi ra đời, nó được xem là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Moscow trong suốt nhiều thập kỷ sau đó. Về tổng thể, tàu ngầm Typhoon có chiều dài 175m, chiều ngang 23m và cao 12m, với lượng choán nước khi lặn lên tới 48.000 tấn. Đây là tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới từng được con người chế tạo. Con số đó tương đương với trọng lượng của khoảng 34.500 chiếc ô tô. Để thấy được độ khủng của Typhoon, hãy nhìn sang lớp Ohio của Mỹ, lớp tàu ngầm hạt nhân lớn thứ 3 thế giới, nhưng cũng chỉ có lượng choán nước 19.000 tấn khi lặn. Và để vận hành nó, cần đến thủy thủ đoàn 160 người. Kích thước khổng lồ của Typhoon cũng cho phép nó mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho thủy thủ đoàn. Khi hoạt động ở độ sâu 400 mét dưới đáy biển, như phòng tắm hơi, bể bơi, phòng tập gym, nhà bếp, và tất nhiên là có cả phòng ăn nữa. Các tàu ngầm này có thể phóng đầu đạn hạt nhân dưới nước. Hệ thống vũ khí của nó được mô tả là có thể xóa sổ cả một lục địa. Với kho vũ khí hạt nhân đồ sộ, tàu ngầm này trở thành vũ khí lợi hại nhất, biểu tượng của sức mạnh hải quân Liên Xô, và là biểu tượng của nỗi lo chiến tranh lạnh. Nó có thể lặn sâu dưới nước tới 120 ngày trong điều kiện bình thường, và có thể lặn lâu hơn, nếu xét thấy cần thiết. Đáng chú ý là, tàu ngầm lớp Typhoon sử dụng công nghệ các khoang kín riêng biệt, làm cho nó có khả năng sống sót cao, trước các cuộc tấn công của đối phương. Khi thân tàu bị thủng do đạn, thủy thủ đoàn có thể ở một nơi an toàn ít khả năng bị ngập nước. Mỗi khoang có thể chìm trong thời gian tối đa 120 ngày và ở độ sâu lên tới 400 mét. Nhiệm vụ chính của Typhoon thường là ẩn mình dưới những lớp băng dày ở Bắc Cực, và từ đó phát động tấn công hạt nhân, hủy diệt các cơ sở quân sự của NATO chỉ trong vài phút. Điều này tăng đáng kể khả năng sống sót của tàu ngầm, tránh bị kẻ thù phát hiện hoặc phản công. Dĩ nhiên để có thể hoạt động trong điều kiện đặc biệt như vậy, cấu trúc thân tàu ngầm Typhoon được chế tạo bằng titan, giúp nó chịu áp lực khi lặn sâu, hạn chế hư hại nếu va chạm và cách nhiệt tốt hơn. Thiết kế này cũng giúp thủ thủy đoàn Typhoon an toàn hơn khi thực hiện nhiệm vụ dưới đáy biển. Thông thường, các tàu ngầm được thiết kế để có thể lặn dưới nước tối đa 3 tháng. Như tất cả các bạn đều biết, dưới nước không có oxy, nhưng làm thế nào để tàu ngầm giữ được thủy thủ đoàn sống sót dưới nước trong 120 ngày? Chúng ta hãy tìm hiểu, làm thế nào để tạo ra khí oxy trên tàu ngầm? Có hai cách để tạo ra khí oxy. Cách thứ nhất là điện phân. Đây là loại máy tạo ra oxy, nó được gọi là máy tạo oxy điện phân tự động, hay AEOG. Thiết bị này chứa các điện cực âm và dương. Khi điện phân nước biển, nước được tách thành khí hydro và oxy, điện cực dương sinh ra oxy, và điện cực âm sinh ra hydro. Khí oxy và hydro này được bơm vào các bình tích áp. Oxy được luân chuyển xung quanh vỏ tàu thông qua các đường ống và lỗ thông khí. Trung bình, các hệ thống này tạo ra hơn 4.000 lít oxy mỗi giờ. Cách thứ hai để tạo oxy là đốt nến oxy. Phương pháp này chỉ là phương án dự phòng, nó chỉ được sử dụng khi tàu ngầm bị mất điện, hoặc khi các máy điện phân nước biển gặp sự cố. Nến oxy rắn có thể tích rất nhỏ, nhưng nó có thể tạo ra một lượng oxy rất lớn. Phương pháp này cũng được sử dụng trong một số tàu vũ trụ. Hệ thống đẩy của Typhoon gồm hai tu bin hơi nước, có công suất 37 MW mỗi cái, chạy bằng năng lượng hạt nhân. Một số tàu ngầm là loại động cơ điện diesel. Tàu ngầm diesel có thể di chuyển trong phạm vi chỉ 14.000 hải lý trước khi cần phải tiếp nhiên liệu. Nếu bạn chạy liên tục loại tàu ngầm 200.000 mã lực trong một tuần, thì động cơ diesel sẽ cần đến 5 triệu lít nhiên liệu. Trong khi một tàu ngầm hạt nhân chỉ cần 4, xin nhắc lại là chỉ cần 4 kg uranium đã được làm giàu.
Một trong những lợi thế chính của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là chúng không cần tiếp nhiên liệu, chỉ nổi lên khi cần tiếp tế nhu yếu phẩm hoặc bảo dưỡng thân tàu. Khi đi vào hoạt động với nhiên liệu là uranium, nó có thể vận hành liên tục trong 30 năm. Các tàu ngầm hạt nhân mang nhiều loại vũ khí tấn công và phòng thủ. Hệ thống vũ khí chính của tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon bao gồm 20 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa GSM-52. Dòng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn này nặng khoảng 95 tấn, nặng gấp 3 lần tên lửa Trident C-4, nặng gấp rưỡi tên lửa Trident 2D-5. Tên lửa GSM-52 có tầm bắn lên đến 12.000 km. Khi tiếp cận mục tiêu, phần đầu đạn của tên lửa được chia thành 10 đầu đạn dẫn đường riêng lẻ. Sức công phá của đầu đạn lên tới 100 kiloton, 1 kiloton tương đương 1.000 tấn thuốc nổ TNT. Con số này vượt trội so với tên lửa của Mỹ. Hai hàng ống phóng tên lửa nằm giữa thân tàu chính. Với 20 tên lửa GSM-52, chỉ cần một tàu ngầm Typhoon cũng có thể san phẳng một quốc gia hay một lục địa thành bình địa trong một đòn tấn công duy nhất. Trong khi đó, Typhoon vẫn có thể an toàn ở một nơi cách xa mục tiêu. Bên cạnh 20 tên lửa đạn đạo GSM-52, trang bị của Typhoon còn gồm 6 ống phóng ngư lôi, 2 cánh tay RPK-2, chứa tên lửa SSN-15 hoặc ngư lôi Thai-53 và 4 bệ phóng RPK-7 dùng để phóng tên lửa SSN-16 hoặc ngư lôi Thai-65 hoặc mìn. Tàu ngầm lớp Typhoon là một kỳ tích ấn tượng trong chế tạo tàu ngầm, từ hệ thống vũ khí hạt nhân hiện đại, hệ thống máy tạo oxy cho đến các tiện nghi như phòng tập thể dục, bể bơi. Đó là một biểu tượng của thành tựu trong công nghệ chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, những lợi thế trên lại khiến chi phí sản xuất Typhoon bị đội lên con số không tưởng, ước tính hơn 3 tỷ USD nếu dựa trên thời giá hiện tại. Trong khi đó, Titan dùng để chế tạo thân tàu ngầm lại không dễ để gia công, kèm với đó, lượng vật liệu cần dùng cũng quá lớn. Theo kế hoạch ban đầu, Hải quân Liên Xô dự định đóng 7 tàu ngầm Typhoon, nhưng sau đó, vì nhiều nguyên nhân, con số này chỉ còn 6 tàu. Chiếc đầu tiên được khởi đóng là Dmitry Donskoy vào năm 1978. Hầu hết các tàu Typhoon đều được biên chế cho hạm đội phương Bắc. Sau khi Liên Xô tan rã, Hải quân Nga vẫn duy trì được hạm đội Typhoon, nhưng sau đó, chúng dần bị loại biên kể từ năm 1999. Đến nay, Moscow chỉ còn giữ lại duy nhất một tàu ngầm Typhoon là Dmitry Donskoy. Nó được biên chế chính vào hạm đội phương Bắc vào năm 1981. Kế hoạch của Hải quân Nga đối với tương lai của Dmitry Donskoy vẫn chưa mấy rõ ràng. Khi vận hành con tàu này không phải là nhiệm vụ dễ dàng, có thông tin cho thấy nó sẽ tiếp tục hoạt động đến năm 2026, cùng với các tàu ngầm hạt nhân lớp Delta, sau đó sẽ bị thay thế dần bằng các tàu ngầm hạt nhân lớp Bozay hiện đại hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo của Hightech Amazing. Nếu thấy video này hay, hãy nhấn like và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh các bạn nhé.